không quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Thương MC Channel. Park Shin Hee đã làm một đám cưới bí mật với Choi Tae-jun. Một bài báo gần đây trên Sohu tiếp tục gây bão cộng đồng mạng. Park Shin Hee hiện tại đang là một trong những bí mật của Choi Tae-jun. Nguồn tin cho biết Park Shin Hee có thể đã bí mật kết hôn với Choi Tae-jun trước khi anh nhập ngũ vào năm ngoái. Việc Sohu, một trang mạng xã hội lớn của Trung Quốc, tiếp liên tục lan truyền tin đồn nữ diễn viên Park Shin Hee, người hâm mộ cảm thấy bối rối, không biết sự thật là gì. Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông Hàn Quốc không có thông tin gì về vấn đề hôn nhân của Park Shin Hee và bạn trai Choi Tae-jun. Vì vậy, người hâm mộ hãy yên tâm, giữ yên lặng và chờ đợi thông tin chính thức này. Park Shin Hee và nam diễn viên Choi Tae-jun đã hẹn hò được một năm nay. Họ trở nên thân thiết khi cùng nhau học đại học Chung An. Ngoài ra, Ninstar báo cáo rằng Park Shin Hee và Choi Tae-jun có cùng sở thích chơi bowling. Hai nghệ sĩ đã được cho là đã hẹn hò bí mật tại các địa điểm gần nhà đi chơi với bạn bè. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Thương MC Channel. Park Shin Hee đã làm một đám cưới bí mật với Choi Tae-jun. Một bài báo gần đây trên Sohu tiếp tục gây bão cộng đồng mạng. Park Shin Hee hiện tại là một trong những bí mật của Choi Tae-jun. Nguồn tin cho biết Park Shin Hee có thể đã bí mật